Ấy, thế là dở rồi, sáng gì mà chói thế, mỏi hết cả mặt, đau hết cả đầu. Có phải là bình thường thi thoảng các bác hay bị gặp phải những tình trạng như vậy không? Đó chính là bởi vì vấn đề ấy. Bình thường là các bác nhìn cái đèn nó sáng như vậy thôi, nhưng không phải là ánh sáng đấy phát ra liên tục đâu, mà nó sẽ nhấp nháy như thế này đây. Đấy là những cái hệ đèn kém chất lượng ở trên thị trường dẫn đến tình trạng gây mỏi mắt, mệt mỏi, thậm chí là đau đầu. Nhất là việc sử dụng những cái ánh sáng ở trong những cái không gian làm việc thì vấn đề này càng được đề cao nữa. Nhất là gia đình nào mà có con nhỏ ấy, mà để con học bài trong cái tình trạng ánh sáng như này thì bảo sao mà con lại không bị cận thị. Do vậy nên là ngày hôm nay nhất định em phải giới thiệu các bác em đèn diệt khuẩn nhà Evesan này. Đây các bác xem này, khi mà chiếu cái camera lên những cái hệ đèn thông thường ấy thì nó sẽ nhấp nháy như thế này đây, nhưng mà khi chiếu camera lên cái em đèn diệt khuẩn nhà Evesan này thì đảm bảo uy tín luôn. Ngoài ra thì các bác có để ý đến cái phần diệt khuẩn không? Bởi vì ngoài tính năng như là một chiếc đèn chiếu sáng thông thường thì em nó còn có một cái tính năng vô cùng vượt bậc, đó là diệt khuẩn, mà diệt khuẩn không bình thường nữa nha, diệt lên đến 98% vi khuẩn ở trong khoảng không gian mà em đèn nó chiếu vào. Kết quả thí nghiệm thì một đống ở đây rồi. Bác nào mà chưa tin thì cứ bế em nó về sử dụng cái nó biết ngay. Ngoài ra thì tính năng diệt khuẩn này còn có thêm một cái option cộng nữa, đó là đuổi các loại ruồi, muỗi, rán bọ, côn trùng có hại cho sức khỏe con người. Sản phẩm thì được sản xuất từ đất nước Malaysia. Cơ mà em ơi, nhiều tính năng như này thì giá cả chắc cao nhỉ? Không anh ơi, hợp lý luôn. Anh bảo khách hàng để lại dấu chấm em tư vấn cho. Để lại dấu chấm để em nó tư vấn cho nha.